Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Bách Chiến 3D ha. Ok, thì đau tân mà quẩy nhẹ một con game đua top cày cuốc lâu dài cái ha. Chọn con chân vỏ đi. Chân vỏ là chân ái. Rồi, đầu vô thì chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game ha. Hình như con này giờ chỉ còn là có một hai cái server nó đang mở rồi anh em. Đó, mấy cái server khác là nó chết hết rồi. Giờ là chỉ còn mấy cái server này là trụ lại đến thời gian này hả. Một con game kiếm hiệp. Đó, giờ là người ta chơi quanh bích đâu không. Mấy con kiếm hiệp này ít người mở. Mà con này mở thì nó trụ lại cũng khá lâu rồi. Đó, Heo đang ở server 11 hả. Và mai hả. Như đúng rồi, có mai là em nó mở server 12 hả. Đó. Tới luôn bụi ơi. Bụi lê táo lụ gì đây. Rồi chúng ta để treo cho nó tự chạy nhiệm vụ cái hả. Đây giờ đến với thông tin server Bách Chiến 3D khai mở server 12 open 19 giờ ngày 4 tháng 1 2022. Quick code đặc biệt mừng ra mắt server tân hữu. Server mới open new hỗ trợ ngay sếp nhận ngay code tại trang chủ ha. Nhập code tại trang chủ rồi trang chủ nè. iOS thì game này có luôn ha. iOS miễn phí, nó không bị chết chứng chỉ. Hệ thống treo máy offline, hội máy đi ngủ chơi với bạn gái ha. Hệ thống bài bán thoải mái giao dịch. Hệ thống máy chủ tặng không tin máy chủ tặng ngay 500.000 kim nguyên bảo khóa. VIP 4 tiêu kim nguyên bảo lên VIP ha. Điện thoại chơi được, máy tính cài tốt luôn luôn. Đánh boss là rớt đồ cực VIP. Tính năng dân cài game này cất tất ha. Bản này chúng ta có thể hội máy giao dịch với nhau ha. Nên là làm 2-3 con cho nó tự đi farm đồ đánh boss là cũng ok. Máy chủ mới chính thức open mời anh em theo tham gia event live share nhận quà VIP nè hả. Chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới tích lũy đăng nhập 7 ngày. 7 ngày đua top nhận quà siêu hot tranh bá nhận quà hả. Phương tôm tìm chủ và nhiều sự kiện hấp dẫn khác. Bitcoin đặc biệt mừng ra mắt server tỷ lệ nạp 10.000 bằng 18.000 xu. ATM Momo thẻ cào thì 10.000 bằng 15.000 xu. Thì tích lũy nạp đồ cũng có luôn ha. Rồi sự kiện ưu đãi ban, sự kiện phanh cứng và nhiều sự kiện khác đang chờ đợi ha. Rồi đua top lực chiến, đua top lực chiến top 1 chúng ta sẽ nhận được 1.500.000 tiền web, 100 sinh tử phù, 2.000 pháp bảo tinh hoa ha. Đó, thì nó quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ đi nhập code cái đã. Đây iOS nè, cái rộng rộng ra là thấy hả. Đây iOS nè ha, quả táo cắn vỡ. Vô đây chúng ta sẽ nhập code nè. Đây, nhập code tân hữu. Rồi server 11 đây nhận code đó, chúng ta nhận luôn 4 code ha, 4 code rồi ăn một lần. Rồi open new, rồi hỗ trợ ngay sếp. Ủa ok, rồi bây giờ chúng ta vô nhận quà hả. Đây hỗ trợ ASAP được một bình 500 bình ASAP nhân 3.
Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo Hường, Kim Nguyên Bảo Khóa. Rồi vô chúng ta sẽ cắn cái bình này xếp cái ha. Đây, bình này xếp sử dụng luôn. Rồi ở trên này chúng ta có 5.000 Kim Nguyên Bảo Khóa để lên VIP 4 và 500.000 Kim Nguyên Bảo lọc, 5.000 Kim Nguyên Bảo không khóa và 500.000 Kim Nguyên Bảo khóa ha. Ok. Rồi, nhiệm vụ là mua VIP và quẩy thôi. Đó. Game này chỉ cần dục đó treo máy tí là nó lên level cao rồi nha anh em, không có cần làm gì nhiều luôn. Ok, nói xa không bằng hướng dẫn luôn. Ok, heo quăng ở đây thì nó đã lên VIP và một nùi luôn hả? Đó, quăng đây đi chơi về thì lên level nhanh liền hả? Đó, các thủ hộ gì một nùi. Đây, bây giờ sẽ đi đánh tháp. Wow, mà hồi nãy mình mở ra cái gì mà nó ra quá trời đồ vậy ta? Đây, vô khảm ngọc hả? Ok, gọi hẳn cấp ngọc luôn hả? Gọi phân giải luôn hả? Á đủ. Một cái hướng dẫn mà tốn của chúng ta khá nhiều thứ. Này à, ok, chúng ta phải nâng đâu rồi, đây nâng điểm lên đó, rồi vô mặc đồ vào, trang bị lên. À, phải chuyển nữa hả? Ok, phải chuyển sinh nữa chứ, đậu phộng cân. Chuyển sinh thì chúng ta chưa làm xong nhiệm vụ chính tuyến mà, phải không? Chúng ta cần làm xong nhiệm vụ chính tuyến cái đã. Đây nhiệm vụ nè. Trời ơi, heo dục ở đó cho nó chen quái đồ anh em, rồi nó lên map quá trời luôn. Boss. Ok, không biết đánh được con boss này không ta. Này có ông đánh con boss nấy rồi. Thôi đi đánh con boss 90 thôi chứ con kia đánh sao lại. Cho boss 190. Đó, boss 200, 250 có anh em nào đang đánh rồi nè ha. Được, boss 90 đánh được ha, nhưng mà nó hơi gian khổ tí tại mình không có nâng cái gì hết anh em. Ok, trong thời gian nó đánh thì chắc chúng ta sẽ đi nâng đồ này nọ quá. Ủa sao đánh mà con boss nó đứng im cho mình đánh vậy ta? Này, chúng ta sẽ đi cường hóa trang bị. Đỡ ghê không? Chơi game cái anh em bấm auto cái nó tự cường hóa hết hả? Cái này phải lên chuyển thì chúng ta mới mặc được đồ VIP ha. Chịu thôi, cũng hiểu thôi, chứ biết sao giờ. Tình thế bắt buộc, không đủ đồng. Ơi chết mẹ, không đủ đồng rồi. À, kỳ trân ha. Ở đây biến thân nhưng mà méo đủ tiền để mua. Ủa đồng kiếm ở đâu ta? Đồ. Kỳ trân, đang ở kỳ trân nè. Chỗ nào bán đồng ta? Tu may mắn, trân phái. Rồi trong này có chỗ nào bán đồng đâu trời. À đồng nè. Hời ơi, lại lên tiếp. Đó, sắp chết con quái rồi nè hả? Đấy, trời ơi, chúng ta phải ngắm nghía lúc con boss nó chết. Đó, đù lên chiến thần đánh nó luôn kìa. Wow. Oh man, thấy lên chiến thần đánh cái bộ lẹ hơn á. Thiệt, thấy lên chiến thần đánh ngon hơn nha. Oh man. Ngon. Dễ lụm luôn con 130 chứ để làm gì trời. Đù. Rồi khoảng 5 phút nữa chúng ta mới có thể lên chiến thần tiếp. Đậu xanh nữa. Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, thì đánh quái ra rất là nhiều đồ VIP này nọ ha.
ghê man. Đó, được bộ đồ ngon liền. Nhưng mà mấy cái này phải đó, phải chuyển hả? Ok, còn mấy món nào không được để chút đem bán. Ừ, chưa mở cái túi rộng ra nữa chứ. Cái chìa khóa hả? Chù chà. Ok ok, rồi để nghiên cứu lại. Anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo để dưới phần mô tả nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.